Vâng, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Đúng ra đó là mặc đồ như vậy thì CC phải ngồi ở ngoài hồ bơi để cho các bạn xem cho nó đúng hơn ha. Nhưng mà tại vì ở ngoài đó nó nắng quá, nó đang bị ngược sáng cho nên là CC đành phải đứng ở trước sân nhà như vậy. Nhưng mà không sao cả, các bạn hiểu là được rồi. Đó, thì bây giờ như vậy, rất là nhiều các chị em ở Mỹ và luôn cả Việt Nam, ai cũng nói với CC là tất cả các chị em ở Mỹ và luôn ở Việt Nam, ai cũng nói với CC là chị ơi chị review những cái áo khoác để mặc đi tắm biển đi chị. Thì chỉ còn có chừng nửa tháng nữa là CC cũng đi rồi, đúng không ạ? Đây là tất cả những cái của CC. Có nhiều cái nó trùng với nhau, cho nên là bây giờ CC sẽ cầm khoảng chừng mười mấy cái này lên cho các bạn xem. Thì cái này đa số nó là one size các bạn, hoặc là nó có size thì nó cũng rộng lắm, bạn nào cũng có thể mặc vừa cả, ốm nhất size 2 giống như CC cũng mặc vừa, tại vì nó là one size. Thì đây là những cái áo mà tất cả mọi người chúng ta khi đi du lịch là ai cũng cần. Không cần là các bạn đi ra biển, các bạn đi du lịch ở bất kỳ nơi nào, chẳng hạn ở Las Vegas là rừng núi, các bạn cũng có thể mặc được. Lý do vì sao mà CC nó mặc được là tại vì đây là những cái áo không những là mặc ra biển mà mặc luôn ở trong nhà, giống như CC nè. Đó, ở nhà là CC thường mặc như vậy, mà nhất là khi đi du lịch Las Vegas hoặc là đi ra biển hoặc là đi bất kỳ nơi nào CC mang theo. Là tại vì sao các bạn? Nó mỏng, nó nhỏ mà nó nhẹ lắm, cái nắm tay của các bạn à. Đựng ở trong một cái túi make up là các bạn đủ rồi, các bạn đi 3 ngày, 5 ngày là chuyện rất là bình thường. Thì rất là thích, CC có hai cái ha. Thì đây, cả nhà thấy không? CC là vậy đó các bạn, thích lắm. Đôi này lúc nó không có on sale đó thì 30 ha. Mà bây giờ nó on sale á, CC bữa đó mua có 9 đồng, 99 là hết rồi, hết lâu rồi, có một đôi một. Chỉ là dép cao su, giống như Việt Nam chúng ta kêu là dép Lào vậy đó. Đó, nhưng mà vì cái thương hiệu của nó cho nên là CC mua. Rộng lắm, CC mang có vừa, size 6 lận nhưng mà đâu có sao. Mùa hè mà, đây là những loại dép đi biển mà, CC thích như vậy đó, thích cái gì nó cũng bộ với nhau. Đây là những đôi dép mà thí dụ mình để trước cửa nhà mình, ai cũng có thể mang được, các con, các cháu hoặc là những người ở trong cái chuyến du lịch của mình đó, mang chung, mang ké cũng được, không có sao. Cho nên là CC mua rộng, là các bạn thấy chân CC mang thôi, nó dư một khúc luôn nè. Đó, dư nhiêu đây luôn á, nhưng mà vẫn mua, vẫn mang, chẳng ai cười mình hết, thích lắm. Đây là cách mà mình tính cho một chuyến đi du lịch mà vẹn cả đôi đường, ai cũng có thể mang được. Thậm chí những cái áo này nhiều bạn bè đi chung với nhau họ không có đó, mình có chia ra cho mọi người đều mặc để có được những bức ảnh đẹp. Thành ra mỗi lần mà đi du lịch ở đâu đó là CC là take care hết tất cả những cái vòng ngoài như vậy, chẳng hạn như giày dép, quần áo, nón, giỏ sách, bao nhiêu người đi là CC lo hết tất cả. Chị của CC thì lo về đồ ăn, CC thì lo về cái đẹp. Hai chị em CC là luôn luôn làm hết tất cả cho gia đình, mỗi người một năm. Bây giờ mà các bạn nói CC ơi đi như vậy mang cái gì ăn, hoặc là mua cái gì, hoặc là ngày hôm đó ăn ở đâu, CC không có biết. Thành ra với CC là đồ đẹp, chụp hình để lưu niệm lại những cái chuyến mình đi du lịch. Con gái của CC đó là lo tìm những cái khu vui chơi để cho các cháu chơi, và các nhà hàng nào ngon và nổi tiếng ở cái nơi mình đi tới. Đó là gia đình CC đi du lịch như vậy. Nó mới nhắn tin cho bạn bè, ok ngày đó đó có mặt ở đó nha, là những người gần gần họ đi tới. Đó là cách đi chơi của gia đình CC là như vậy. Đúng ra là bên trong CC sẽ mặc cái bikini cho các bạn xem, nhưng mà mặc bikini thì không có cởi ra cởi vô được ha, cho nên là CC phải mặc ở bên trong như vậy. Cái này thì ở Mỹ ai cũng mặc hết, nhưng mà người Việt Nam chúng ta đi làm không à, lấy đâu mà mặc. Cái này các bạn ở nhà đó thì các bạn mặc thoải mái, đẹp mà thích lắm. Đó, đi đâu cũng vậy. Cái này nè, các bạn nắm nó lại nó có chút xíu à, rồi thêm cái áo này nữa, các bạn vò lại nó có tí tẹo teo à. Nè, đó, đẹp không à, rất là dễ thương. Những cái áo này rẻ lắm, có 24 đồng 99 à. Cái này nó nhiều giá lắm, ngày hôm nay đi mua giá này, ngày mai đi mua giá khác à. Hên xui các bạn, mỗi tiệm bán mỗi khác nhau, là tại vì nó đang hot ở trong mùa mà. Cái đợt trước CC mua một đợt đó, trời ơi các bạn mua sạch sẽ hết của CC luôn, CC không còn một cái luôn á. Nhưng mà sau đó CC đi gom góp từ từ, vì đây là đam mê của CC đó các bạn. Chẳng hạn nó như vậy, CC lấy cọng dây thun á,
CC buộc nó lên như vậy thì nó sẽ ra một kiểu khác rồi. Sự sáng tạo là do chúng ta mà. Chúng ta đâu có gì mà phải lo lắng, sợ sệt, rộng quá, chật quá gì đâu. Thoải mái lắm các bạn. CC khuyên các chị em đó, ai cũng nên mua vài ba cái để ở nhà, mặc vừa đẹp vừa thoải mái đi bất kỳ nơi nào. Đó, thì đây là cái đầu tiên ha. Cái này CC có hai cái, chị em nào muốn mua cái này thì cho CC biết là nó rộng thênh thang như vậy nè. Đó, thì các bạn mặc cái gì cũng được mà. Thì các bạn size nào các bạn cũng mặc được cả, mặc thoải mái thích lắm nè. Đó, đẹp không ạ? CC đó là nhiều trò lắm. CC thay cái khác nha. Đây. Cái này á, các bạn khoác đi ra ngoài biển hoặc là ngồi ở trong nhà, trong hotel rất là lịch sự luôn. Đúng không ạ? Đó. Sao ạ? Các bạn hãy cứ xem cái bộ đồ này của CC như là cái bộ bikini đi ha. Là như vậy đó. Đây là cái thứ hai nha. Các chị em nào muốn mua thì cứ việc mua. CC có hai mươi mấy cái đó. Mà CC đi du lịch chơi tới 30 ngày lận ha. Cái này đó các bạn mặc đầm, mặc đồ tây, mặc đi ra phi trường, mặc đi bất kỳ nơi nào cũng được ha. Vì nó vừa là cái áo khoác mà nó vừa là cái khăn choàng. Chứ không phải là các bạn đi ra biển các bạn mới mặc cái này được. Cái nào mà đi ra biển được, CC nói đi ra biển. Cái nào mà mặc được chung hết tất cả mọi thứ thì CC nói ha, là tại vì ở trong này nó ghi rất là rõ ràng, cho nên là các bạn yên tâm, không có cần phải lo. Trời ơi, đồ này mặc ra biển mà mình đi được không? Được. Người ta ghi rõ lắm. Khi đi ra phi trường đó các bạn cần mang theo cái này. Ngồi máy lạnh nó lạnh lạnh, các bạn khoác ngang qua vai mình, giống như là các bạn đắp một cái chăn mỏng ở trên vai mình. Nhiều người đó khi nằm xuống là phải có cái chăn đắp lên, giống như CC cũng vậy, cứ nằm xuống là phải có cái chăn đắp lên. Thì CC luôn luôn là mang những cái này theo khi đi du lịch, không có quên các bạn. Cột lại như vậy nó cũng ra một cái kiểu áo rất là đẹp. Đó, đây là cái thứ hai ha. Trời ơi, cái đôi dép này nó rộng quá, CC quay nó bị gì ấy rồi. Thôi để CC mang lại đôi cũ nha. Đi bộ thì đi được, nhưng mà cứ đứng quay quay là không được. Thì đây là cái thứ hai ha. Cái này là vải thun đó. Cái này á cũng là mình vải thun. Nó nhẹ, nó mịn, nó mát, nó thích lắm. Bạn nào mà thích những cái loại da beo như vậy thì nên mua. Vì cái này đó nó có cái cách gọi là nhìn nó sang sang, nó làm sao á. CC không biết diễn tả, nhưng mà CC biết được là những cái này là đẹp đó các bạn. Vừa sang, vừa mạnh mẽ và vừa có cá tánh. Cái mình vải nó là thun, thành ra thích lắm. Thun von, thun mỏng gì đó. Đó, các bạn nào muốn mua cái nào thì cứ việc mua ha. Cái này size nào các bạn cũng mặc vừa cả. Đeo một cái túi dây nịch ngang qua cũng được, hoặc là các bạn thắt một cái dây nịch ngang qua cũng được. Đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Đây là cái thứ ba ha. Đây là cái thứ tư ha. Size nào các bạn cũng mặc vừa hết. Mặc ở trong nhà được, mặc đi ra biển được, khách khứa tới nhà đều được. Đi du lịch đó là bắt buộc các bạn cần phải mang theo. Vừa nhẹ nhàng, vừa lịch sự, vừa kín đáo. Ở trong phòng với chồng thôi cũng rất đẹp. Có bạn bè từ phòng này qua phòng kia, khoác như vậy thôi các bạn. Ở bên trong các bạn có thể mặc những cái giống như CC mặc đó. Đẹp không ạ? Cái này cái thứ tư nha. Rất là đáng yêu, rất là dễ thương luôn đó. Mặc bình thường nhà cũng được, CC mặc nhiều lắm. Mát mẻ, thoải mái vô cùng. Đi ra biển đổi thêm cái nón. Nón á, CC còn khoảng 4 cái. Nhưng mà giỏ đó, CC còn một cái này duy nhất rồi. Các bạn mua của CC hết trơn rồi. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Đi ra ngoài biển trên cả tuyệt vời luôn. Đó, nhìn như vậy là thấy du lịch tới nơi rồi. Cái giỏ này CC không để lại cho bạn nào đâu nha, tại vì còn có một cái. Và đây,
Đây là cái thứ năm ha. Nhiều bạn thích màu đen. CC thì không có thích màu đen lắm, nhưng thật sự đó, màu đen rất là dễ mặc. Khi các bạn mặc màu đen đó là ở bên trong các bạn, cái gì là nó tôn lên hết luôn, nhìn nó rất là hấp dẫn. Mà màu đen dễ mặc nữa đúng không? Đó. Thoải mái lắm, dễ mặc lắm, thích lắm các bạn. Tùy các bạn muốn cột lại thì cột, không cột thì các bạn để như vậy. Ở bên trong đó các bạn mặc cái bộ đồ bikini đó, nó thấy cái chỗ này nó rất là đẹp luôn. Cái này CC cũng có hai cái đó các bạn. Biết tại sao CC thích cái này? Tại vì khi các bạn đi ra ngoài biển đó, các bạn ngồi ở trong này, các bạn nhìn ra biển đó, nó rất là nhiều màu chứ không phải một màu. Các bạn đi biển có đi ngồi ở trong cát nè, dưới một cây dù, các bạn nhìn ra biển nước mênh mông, từng lớp sóng nó đánh lên, nó nhấp nhô như vậy, các bạn nhìn thấy biển bảy màu luôn chứ không phải là một màu. Thì đây chính là cái áo, nó có hai cái màu như vậy, là đúng với lại hai cái màu mà ngoài biển CC thấy. CC đi là hay ngắm biển như vậy đó, biển bảy màu, có khi năm màu, có khi bảy màu, tùy nha các bạn, tùy ở cái biển các bạn đi. Giống như ở Desmond là bảy màu đó. Đẹp mà, rất là đẹp, thoải mái không đó. Đi du lịch các bạn như đây là đủ rồi, đủ đẹp rồi, đâu có cần phải mang nhiều đồ theo để làm gì. Ví dụ như bây giờ các bạn mang một bộ đồ để tối mặc ngủ thì các bạn bị tới hai cái, một cái quần rồi một cái áo nữa, hai cái nó choáng chỗ, nó rườm rà. Các bạn mặc một cái như vậy thôi, cái này mặc ngủ được mà. Rồi ngoài như vậy chỉ cần một cái túi nhỏ thôi, túi mid cấp thôi, có thể đi du lịch từ 3 tới 5 ngày, thoải mái, thoải mái và dễ chịu vô cùng. Tại vì sao đi du lịch mà, tại sao phải tay xách nách mang để làm gì, càng nhẹ nhàng càng tốt. Thì đây, đây là cái thứ sáu. Cái này là sự thật lắm, mê ly luôn đó. Cái này nè, mới đẹp nè, đúng không? Cái này là cái số 7, vừa đẹp mà vừa sexy vô cùng, rất là tự tin khi các bạn bước ra biển. Đẹp không ạ? Tuyệt đẹp luôn. Đúng không? Quá đẹp đúng không? Tuyệt vời luôn. Cái này CC có một cái, nhưng mà bạn nào muốn mua cứ việc mua ha. Mà bạn nào muốn mua cho CC biết, CC vừa bán vừa tặng cho các bạn luôn. Đồng giá tiền là 19 đồng 99 thôi. Có nhiều cái CC mua đắt hơn, nhưng mà thôi không sao cả, coi như là summer CC tặng các bạn ha. Đồng giá tiền là 19 đồng 99. Giờ qua cái khác nha. Và kế tới đây, đẹp không ạ? Tuyệt vời luôn. Các bạn biết sao không? Không cần là các bạn đi biển, không cần là các bạn chuẩn bị đi du lịch, nhưng mà các chị em ai cũng nên mua một cái, hai cái để trong nhà. Tại vì phòng hờ không biết lúc nào các chị em được gia đình, hoặc là các chị em hứng lên muốn đi du lịch thì các chị em có liền. Thí dụ như vào mùa thu, mùa xuân hoặc là mùa đông, ở đâu mà các chị em có thể tìm ra được những cái như vậy? Không có tiệm nào nó bán hết. Chỉ có bắt đầu vào mùa hè, và mùa hè thì họ mới có. Hoặc là các bạn phải đi ra tới biển các bạn mới mua được. Mà ra tới biển các bạn làm sao mua được những cái đẹp như vậy? Cái này tất cả là hàng hiệu nha các bạn. Đó, đẹp không ạ? Trên cả tuyệt vời luôn. Cái áo này CC mua mắc lắm đó. Cái áo này CC mua tới 30 mấy đô lận á. Áo này nè, rất là đẹp luôn.
Nhưng mà CC hứa với các bạn rồi, vừa bán vừa tặng cho các bạn. Ai muốn lựa như CC đó, đi du lịch 30 ngày. Mà ở đây thì CC có 20 mấy cái thôi. CC còn những cái khăn choàng và rất là nhiều cái nó khác nữa lắm. Thì CC cũng chế ra để CC mặc được không sao. Cho nên chị em nào muốn mua thì cứ mua ha. CC vừa bán vừa tặng cho các chị em. Giá tiền là 19 đồng 99 một cái, đồng giá tiền luôn. Chứ cái này là CC mua rất là đắt, mua trên 30 đô cái áo này ha. Rất là đẹp. Sờ vào cái mình vải thôi là các bạn biết là nó như thế nào rồi. Đó, đẹp không ạ? Đẹp trên cả tuyệt vời luôn. Không phải là đi biển chúng ta mới mua đâu nha. Ở nhà, ở hotel, ở những cái resort, ở bất kỳ nơi nào chúng ta cũng có thể mặc được. Nhẹ nhàng, mỏng, mềm, để chúng ta mang đi du lịch đó. Nhà design họ tính ra hết rồi, cho nên là các chị em chúng ta cứ việc yên tâm mà mua. Đó. CC đó là không có thích cái loại mà nó cột cái dây như vậy đâu nha các bạn, không có thích đâu. Đó, nhưng mà thôi kệ đi, tại cái kiểu thì chịu thôi. Chị em nào muốn mua những cái nón luôn thì cũng cho CC biết ha. CC có 4 cái nón vành như vậy, còn hai cái kia là kiểu khác. Đó. Như vậy đi ra biển tuyệt đẹp không các bạn? Người Việt Nam chúng ta nhỏ nhỏ con nữa, mặc những cái này nhìn hấp dẫn lắm. Mà đi ra biển người biết bao nhiêu họ nhìn, họ chiêm ngưỡng các bạn. Nhiều khi có ai đó họ chụp lén các bạn cũng đâu biết được. Cho nên chúng ta cần phải có những cái áo khoác như vậy nè, để chúng ta che lại bớt. Đó, bạn muốn chụp lén tôi thì bạn cứ chụp đi. Đây, đẹp không ạ? Quá đẹp đúng không? Cái áo này CC mua cũng đắt tiền, 30 mấy đô đó. Nhưng mà cái áo này chắc CC để lại không có bán cho bạn nào được ha, là tại vì nó đi chung bộ với cái giỏ. Mà CC còn có một cái giỏ duy nhất à. Đó. Thì đây các bạn. Đẹp không ạ? Rất đẹp đúng không? Đẹp trên cả tuyệt vời luôn. Đây. Cái này đó là CC mua ngay ở trong tiệm mà bán đồ summer, đồ bikini luôn. CC có cái bộ ở trong nữa. Đúng một bộ luôn. Cho nên là bộ này để CC để lại mặt ha. Cho nên là không có chia cho bạn nào bộ này được. Là tại vì còn có một cái giỏ duy nhất à. Trời ơi, CC mua những cái giỏ này nhiều lắm đó, mà các bạn mua của CC hết trơn rồi. Giờ còn có một cái cuối cùng à. Đó. CC là thích bộ, rất là thích luôn. Rồi thôi, của CC cho nên khoe đất thôi ha. Và đây, đây là cái áo cuối cùng ở trong video này. Thoải mái, thích lắm. Chị em nào mà muốn kín đáo một chút thì lấy cái dạng nó như vậy nè, giống như là một cái áo đầm luôn. Còn chị em nào mà thích hở hở một chút thì lấy cái nó giống như là cái áo khoác. Đó, rất là đẹp, trên cả tuyệt vời luôn. Cái màu này mà mặc ra biển là khỏi chê luôn đó nha các bạn. Mình vải nhẹ nhàng tung bay trong gió, mặc rất là thoải mái. Mặc từ trong nhà ra tới biển trên cả tuyệt vời. Cái này đa số là one size only, cho nên là chị em nào cũng mặc được cả. Mặc như vậy đó thì nó quá bình thường, cho nên các chị em có thể mặc qua như vậy. Kéo cái phần bụng này cho nó rộng rộng ra một chút. Nói chung là rất là nhiều kiểu cho chúng ta mặc. Đẹp không ạ? Khi mà mặc những cái dạng như vậy đó, CC thích nó rộng rộng như vậy nè. Để chi các bạn biết không? Khi các bạn đi ra biển đó, gió nó bay nhìn các bạn đẹp. CC không có mặc cái dạng mà ôm vào trong người luôn. CC không có thích những cái dạng đó. Nhưng mà cũng nhiều bạn mặc lắm. Đó. Đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Có nhiêu đây cái nón nè, chị em nào muốn mua thì mua ha. Cái nón này ở đằng sau nó hở như vậy, nhiều người mê lắm. Ở đằng sau nó hở như vậy, thoáng cái đầu của các bạn lắm.
rất là đẹp luôn. Chị em nào muốn mua những cái nón như vậy cứ việc mua ha. Đây là cái nón thứ nhất nha. Đây là cái nón thứ hai. Đi biển đó các bạn, đi ra biển ngồi đó, là các bạn cần phải có những cái nón, cái vành lớn như vậy. Mà thật sự ra đó, khi ra biển rồi mặc những bộ đồ như vậy đó các bạn đó, những cái nón này nè các bạn chụp ảnh nó rất là đẹp luôn đó. Rất là cần luôn các bạn. Rẻ tiền lắm, đâu có đắt gì đâu. Ở đằng sau như vậy, nhưng mà CC cũng thích đổi như vậy. Tùy các bạn muốn đổi như thế nào cũng đẹp cả. Đây là cái thứ hai ha. Đây là cái thứ ba. Bạn nào mà thích cái vành nhỏ nhỏ thì lấy cái này. Đó. Đây là cái thứ tư ha. Cái này nè, chị em nào đó mua cái nón này thì hãy mua luôn cái giỏ. Cái thương hiệu này And Fly không xa lạ gì với các chị em cả. Có một chị nào mua được cái đôi dép này rồi nè, hãy mua lấy cái nón này đi. Nón này để đâu có hư gì đâu, từ năm này qua năm kia đội được, vì chị đã mua được cái đôi dép hả. Đúng rồi, chị nào đó ở Mỹ đó mua được đôi dép đó thì hãy mua cái nón này đi. Trời ơi khó lắm, rất là khó tìm được, nói thiệt luôn, khó tìm lắm. Chị mua được đôi dép rồi hãy mua lấy cái nón này đi. Không biết là chừng nào chị đội, nhưng mà nên mua. Mua như vậy nó rất là có giá trị. Hoặc là chị em nào đó mua cái giỏ này rồi, giỏ hiệu này các chị em mua của CC nhiều lắm rồi đó, thì chị em nên mua cái nón này. Mua để phòng hờ, để dành, đâu có biết khi nào chúng ta đi. Nè, đây là cái thương hiệu nè, giày hiệu này các chị em cũng mua nhiều lắm luôn rồi nè. Chị em nào mua giày, mua giỏ, mua dép, mua bóp hiệu này rồi thì hãy mua lấy cái nón này. Chứ để mà CC đội rồi là thôi luôn đó nha. Giỏ này CC nhiều lắm. Đó. Những cái gì đẹp nhất, tốt nhất, rẻ tiền nhất CC dành cho các chị em. Hãy mua nha. Nói thật luôn đó, CC nhường đó. Rất là nhiều chị em mua được đồ của cái hiệu này rồi, hãy mua lấy cái nón này đi. Rẻ tiền, nhiều quên rồi. Mà rẻ. Trắng với nâu, to vành, dễ thương. Đi ra biển thì chúng ta cần như vậy các bạn. Ngồi như vậy nè, cầm cái phone, coi. Đây là cái vành, nó có thể che ánh nắng mặt trời cho các bạn có thể nhìn thấy phone. Đó. Hiệu Juicy, Juicy Couture. Các bạn đổi cái nón này đi, bảo đảm luôn. Không có người khen các bạn, cái gì CC cũng thua các bạn. Là tại vì sao? CC đã bán cho một chị nào đó rồi, chị đội đi biển bữa July 4 đó. Trời ơi, chị nói với CC, CC ơi đẹp quá, cái bà Mỹ đó bà thích quá luôn, CC chị cho luôn. Người Mỹ trắng đó, lớn tuổi trẻ tuổi đều mê cái hiệu này hết. Là tại vì sao? Vì nó rất là trẻ trung. Các bạn cứ bấm vào Google Juicy Couture, các bạn sẽ coi cái cách quảng cáo của họ. Các bạn mặc đồ này, các bạn xài hiệu này, người các bạn nó trẻ trung lắm. CC nói thật, cái này CC nhiều lắm, CC có những cái bóp nhỏ nhỏ. Đi ra biển đó, đội cái nón này, đeo cái túi nhỏ thôi. Màu trắng, bông hồng hồng, màu xanh, bông lật nhỏ đó, là của cái thương hiệu này nè. Đẹp mê ly luôn. Chị em nào muốn mua bóp nhỏ hoặc là bóp vừa, cái thương hiệu này cho CC biết. Cái này là CC Collection đó, CC để dành cho cháu ngoại CC đó. Nè, thấy cái logo không? Thương hiệu này nước hoa cũng tuyệt vời lắm nha các bạn. Mê lắm đó. Lúc trước nó có loại có cái dây buộc nữa, các chị em mua của CC hết rồi. Đó, bây giờ loại này không có dây buộc, nhưng mà CC thích như vậy hơn. Có dây buộc nó tự nhiên nó ngay chỗ này, mà cổ CC ngắn nữa, cột ngay đây CC không thích lắm. Đó. Đẹp không ạ? À? Bạn nào thích hiệu Juicy cho mùa hè này cho CC biết. Rất là có cá tánh, trẻ trung và đẹp. CC không biết diễn tả luôn, nhưng mà nói chung là trên cả tuyệt vời. Hiệu Juicy cho mùa hè, hãy chờ CC. Và đây
Nè, CC thì không có thích buộc cái dây như vậy, nhiều bạn thích lắm là tại vì các bạn sợ nó bay đó, nhưng mà CC thì cũng thích nè. Cái cổ có một khúc à, rồi tự nhiên cái cột cái này vô như vậy thấy làm sao nè đó. CC không thích như vậy, chị em nào muốn mua thì cứ việc mua, nhưng mà CC thấy cái nào có dây là các bạn thích à, thì đây có dây nè, còn có một cái thôi đó. Cái này các bạn mặc ở trên cái áo bikini, ở dưới là cái quần jean, các bạn đội cái nón này nè. Lý do tại sao CC nói vì đây là cái kiểu nón nhìn nó có vẻ hơi một chút gì đó cao bồi, có cá tánh đó. Nó nói chung là vậy vậy đó, không biết nói câu đó làm sao nữa. Thì các bạn nên lấy những cái loại nón mà nó có như vậy. Các bạn mặc quần jean cái then thó hoặc là quần jean cái áo ngực ở trên thôi, các bạn đổi cái nón này đi, không đẹp cái gì xin cũng thua các bạn. Vì cái kiểu này các bạn nó dành cho quần jean đó. Đó là tất cả những gì CC chia sẻ trong video này. Chị em nào thích thì cứ việc chụp lại màn hình các bạn ở Việt Nam gửi cho anh Sa 098 257 1934. Các chị em ở Mỹ chụp hình gửi cho CC 706 987 9063. CC để lại cho các bạn vừa bán vừa tặng đồng một giá tiền 19 đồng 99 áo và nón luôn. Vừa bán vừa tặng đó. Các chị em phải thật là nhanh nha, chứ mà CC xếp vào vali rồi là CC không có mở ra nữa đâu ha. Tất cả đồng một giá tiền là 19 đồng 99, CC vừa bán vừa tặng cho các chị em. Tất cả bạn nào cũng có thể mặc được, dù các bạn là size 2 hoặc là các bạn là size lớn. Chỉ có cái giỏ và cái áo cùng với cái giỏ là CC để lại thôi. Còn tất cả dù là CC mua tới 39 đồng 99, CC vẫn tính các bạn là 19 đồng 99. Vừa bán vừa tặng cho Summer. CC muốn các bạn giống như CC, thoải mái và đẹp vô cùng. CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Bye bye, I love you.